Xin chào các bạn, mình là Thùy Linh, năm nay mình 23 tuổi và mình vừa mới tốt nghiệp trường đại học Thăng Long. Trước khi niềng răng thì răng mình rất là khớp khểnh, thường hay bị mọi người trêu là miệng chỉ hoàn toàn răng rồi răng 9630. Nên là từ đó mình trở nên rụt rè và thụ động, mình bị mất tự tin khi giao tiếp. Trước khi niềng răng thì mình rất là lo lắng, tại vì nghe nói là niềng răng thì mất thời gian khá là lâu, từ 12 đến 24 tháng. Rồi mình lại sợ đau, rồi sợ không được ăn những cái món khoái khẩu của mình nữa. Mình niềng răng mất khoảng 12 tháng. Tuy nhiên thì đến tháng thứ 5 thì mình thấy răng của mình đã bắt đầu vào cung form rất là chuẩn rồi. Và các bạn nên tuân thủ theo phác đồ điều trị của nha sĩ thì sẽ rất là nhanh thôi. Các bạn cũng nên chụp ảnh từng tháng để so sánh, để thấy sự khác biệt từng ngày nhé. Đeo niềng thì mình chỉ bị khó chịu mất 2 tuần đầu tiên. Cảm giác khi đưa khí cụ vào thì lúc nói chuyện hay là ăn uống thì hơi khó, và vệ sinh răng miệng thì mất nhiều thời gian hơn. Và tuy nhiên đến tuần thứ 3 thì mình đã bắt đầu quen rồi. Trong 5 tháng đầu tiên thì mình cảm thấy răng mình đã thay đổi rất là rõ rệt. Răng đã vào form chuẩn, gần như là chuẩn như bây giờ. Thời gian trong 5 tháng đầu thì mình rất là chăm chỉ và chịu khó đến bác sĩ để thăm khám cứ khoảng 2-3 tuần một lần. Và mỗi lần thăm khám thì rất là nhanh thôi, chỉ mất khoảng 15-20 phút để điều chỉnh lại mắc cài. Là một người đã từng niềng răng thì mình có một vài lưu ý nhỏ dành cho các bạn. Là mình nên kiêng đồ ăn nóng này, đồ ăn lạnh thì sẽ dễ gây ra ê buốt răng. Và mình cũng phải kiêng đồ cứng, đồ giòn, tại vì mình đang đeo mắc cài. Hơn nữa là có vấn đề vệ sinh răng miệng thì mình có dùng thêm những cái bàn chải kẽ. Ở đấy thì địa chỉ niềng răng nào cũng có bán, các bạn có thể tham khảo thêm. Sau khi niềng răng thì mình cảm thấy rất là tự tin trong giao tiếp. Cũng vì vậy nên là mình cảm thấy có rất nhiều cơ hội tốt đến với mình trong công việc và cuộc sống. Nên là các bạn có ý định niềng răng thì đừng chần chừ nữa mà hãy làm ngay đi. Vì niềng răng càng sớm thì thời gian do mình đeo mắc cài sẽ càng ít thôi. Và chắc chắn là các bạn sẽ cảm thấy hài lòng và các bạn thành công.